À, dạ xin chào cô chú anh chị. Dạ thì cuối tuần qua em có đăng một cái clip là em sẽ tạm ngưng đơn hàng trong 2-3 ngày cuối tuần và đầu tuần, có nghĩa là ngày hôm nay em mở mở bán và nhận đơn trở lại ha. Thì sao ta? Rất là sửng sốt luôn, phải dùng từ sửng sốt, là khoảng 7 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng là em đã nhận, trong 3 tiếng em nhận hơn 100 đơn hàng. Đây. Và những cái dự kiến giao á thì nó đã dày đặc hết rồi. Ngày mai thứ ba giao nhiêu đây nè, thứ tư giao nhiêu đây, thứ năm giao nhiêu đây, và còn trên những cái sàn Lazada và Shopee gần cả 50 đơn nữa. Có nghĩa là tính tới thời điểm hiện tại là em đang nợ hơn 100 cái đầu quạt cho cô chú anh chị. Đó. Cho nên là từ lúc 10 giờ trưa hôm nay là em sẽ ngưng nhận đơn, và bây giờ em cũng xin phép là em đăng một cái clip nữa để cho cô chú anh chị nào mình thấy được, thì vui lòng là chắc tuần này em sẽ không nhận đơn nữa, và tuần sau thứ hai em sẽ mở nhận đơn lại, tại vì trong tuần này em sẽ giải quyết hết cái đơn cũ và cũng có thể là sẽ chuẩn bị sẵn sàng một ít để khi mà nhận đơn là mình có hàng giao ngay. Thì cô chú anh chị lưu ý giùm em, đầu tuần sau thứ hai em mở lại từ 7 giờ rưỡi, và em cũng dự đoán rồi, có khả năng từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ, cũng trong vài tiếng đồng hồ nữa em sẽ nhận một cái lượng đơn rất là lớn đó. Cho nên là sau đó thì em nhận đủ, khi mà em nhận đủ vài chục cái đầu quạt là em sẽ ngưng, tại vì em có nhận tiếp tục thì em cũng không có thời gian hoặc làm đủ để giao cho cô chú anh chị ha, cô chú anh chị thông cảm đó. Có thể tuần sau từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ đó là em sẽ đủ nhận đơn, sau đó em sẽ ngưng nha. Rồi, cô chú anh chị nào mà gọi đến mà em từ chối nhận đơn thì thông cảm giùm em, bán có tiền chẳng ai mà muốn không nhận đâu, chẳng qua là làm không có kịp, không đủ hàng để giao cho cô chú anh chị thôi ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.